Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách Cánh Diều. Bài 14, bài đọc 1, Rừng Gỗ Quý. Rồi, trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Xưa có một ông lão đi tìm gỗ làm nhà. Một đêm, ông nằm mơ thấy mình được tiên ban cho một chiếc hộp. Nàng tiên bảo, về đến nhà, ông hãy mở nhé. Ông lão cảm ơn nàng tiên rồi mang hộp về. Dọc đường, không nén nổi tò mò, ông mở chiếc hộp ra. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở thì bao nhiêu cột gỗ, ván gỗ tuôn ra ào ào rồi lao xuống suối, trôi đi mất. Cầm cái hộp không trong tay, ông lão tiếc ngẩn ngơ. Ông đành quay lại tìm nàng tiên, thấy ông lão nằn nì. Nàng tiên đưa cho ông cái hộp khác và dặn, thứ đựng trong hộp này quý hơn nhiều, nhưng nhất thiết phải về đến nhà mới được mở ra đấy. Về đến nhà, ông lão mở hộp ra, chỉ thấy những hạt cây nhỏ tí. Nghe tiếng chim hót sau túp lều, ông lão choàng tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghĩ mãi về giấc mơ, ông chợt hiểu ra, lúa ngô phải gieo trồng mới có, thì gỗ rừng cũng vậy. Thế rồi ông lão bảo các con và dân làng tìm hạt cây về gieo trồng. Chẳng bao lâu, những mảnh đồi trọc đã trở thành rừng. Từ đó, dân làng có gỗ để làm nhà, đóng bàn, đóng ghế. Chuyện dân gian Tày Nùng. Ghi chú và giải nghĩa. Nằn nì, có nghĩa là nài xin tha thiết. Đồi trọc, có nghĩa là đồi không có cây hoặc chỉ có cây nhỏ, mọc thưa. Tiếp theo là các em sang phần đọc hiểu. Một, ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong chiếc hộp thứ nhất. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Một đêm, ông nằm mơ thấy mình được tiên ban cho một chiếc hộp. Nàng tiên bảo, về đến nhà, ông hãy mở nhé. Ông lão cảm ơn nàng tiên rồi mang hộp về. Dọc đường, không nén nổi tò mò, ông mở chiếc hộp ra. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở, thì bao nhiêu cột gỗ, ván gỗ tuôn ra ào ào rồi lao xuống suối trôi đi mất. Như vậy, trong chiếc hộp thứ nhất, nàng tiên ban cho ông lão rất nhiều cột gỗ và ván gỗ. Các em có thể trả lời là ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông rất nhiều cột gỗ, ván gỗ trong chiếc hộp thứ nhất. Hai, qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột đi, câu chuyện muốn nói lên điều gì? Các em chọn ý đúng. A, vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt. B, cột gỗ, ván gỗ ông lão thấy chỉ là giấc mơ. C, chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu gỗ cũng hết. Chi tiết trong câu chuyện, nàng tiên cho ông lão rất nhiều cột gỗ, ván gỗ. Điều này muốn nhắc nhở chúng ta là chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu gỗ cũng hết. Đúng không? Vậy các em chọn ý C. Câu 3. Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều? Chúng ta cùng quay trở lại bài đọc. Ông đành quay lại tìm nàng tiên, thấy ông lão nằn nì. Nàng tiên đưa cho ông cái hộp khác và dặn, thứ đựng trong hộp này quý hơn nhiều, nhưng nhất thiết phải về đến nhà mới được mở ra đấy. Về đến nhà, ông lão mở hộp ra, chỉ thấy những hạt cây nhỏ tí. Nghe tiếng chim hót sau túp lều, ông lão choàng tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghĩ mãi về giấc mơ, ông chợt hiểu ra, lúa ngô phải gieo trồng mới có, thì gỗ rừng cũng vậy. Như vậy, nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều, bởi vì hộp đó đựng hạt cây. Biết trồng cây gây rừng sẽ có gỗ dùng lâu dài. Bốn, câu chuyện này khuyên ta điều gì? Theo em là câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? Câu chuyện này khuyên chúng ta muốn có gỗ để dùng lâu dài thì con người phải biết trồng cây gây rừng. Chứ còn
cứ chặt cây có sẵn để lấy gỗ thì bao nhiêu? Bao nhiêu gỗ cũng hết. Tiếp theo là kem sang phần luyện tập. 1. Dựa vào nội dung bài đọc trả lời câu hỏi. A. Ông lão đi tìm gỗ để làm gì? Theo nội dung bài đọc thì chúng ta biết là ông lão đi tìm gỗ để làm nhà. B. Để có gỗ dùng lâu dài, chúng ta cần làm gì? Để có gỗ dùng lâu dài thì con người chúng ta cần phải trồng cây gây rừng. 2. Hãy nói lời ông lão khuyên các con hoặc dân làng trồng cây. Rồi, dựa vào nội dung bài đọc, các em hãy tưởng tượng lời ông lão khuyên với các con hoặc là dân làng trồng cây. Rồi, thầy giáo ví dụ. Ông lão có thể nói là chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu cũng hết. Vậy nên, để có gỗ dùng lâu dài, các con phải cùng với dân làng trồng thật nhiều cây. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.